Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với cái bài tính tổng SN bằng 1 phần 2 cộng 1 phần 4 cộng chấm chấm cộng cho 1 chia 2N. Như các bạn có thể thấy thì cái bài này nó cũng, cái code của nó cũng tương tự như những cái bài tính tổng mà mình đã giới thiệu ở những bài học trước. Đấy. Thì đầu tiên thì mình cũng khai báo cái thư viện cho nó. Đấy. Và thư viện này là studio.h. Đấy. Và tiếp tục sẽ là một cái thư viện tiếp liên quan đến toán này. Rồi, sau đó thì mình cũng khai báo một cái hàm main, main như những bài trước ấy. Thì ở đây mình cũng khai báo một cái biến n, chính là cái số tự nhiên n mình nhập vào từ bàn phím ạ. Rồi, và sẽ khai báo một cái biến tổng float là s bằng 0. Mình khởi tạo cái giá trị đó ban đầu cho nó sẽ là bằng 0, và sau đó sẽ in ra màn hình cái dòng chữ để các bạn nhập cái số tự nhiên n vào. Rồi sau đó sẽ dùng cái số lệnh scan này để mà nhập cái dữ liệu từ bàn phím ra màn hình. Đây mình sẽ dùng đây sẽ là phần trăm d, vì n thì nó là một cái kiểu nguyên. Đấy, nên là mình sẽ dùng phần trăm d, và đây sẽ dùng phần tử là đây và n. Rồi tiếp theo thì mình sẽ sử dụng một cái vòng lập for. Đấy, ở đây mình khai báo một cái biến chạy, y của nó sẽ khởi tạo là bằng 0. Vì cái n này nó ở bên dưới mẫu nên mình không thể khai báo nó bằng 0 được, vì khi nó khai báo bằng 0 thì nó sẽ không thể định dạng được cái kiểu cái tổng n này, nên là mình sẽ khai báo nó bằng 1, và cái biểu thức điều kiện của nó sẽ là y bé nó bằng n, sau đó sẽ tăng y lên 1 đơn vị, và lúc này thì nó sẽ gán cái biến s này sẽ bằng s cộng cho 1 chia cho 2 y, đúng không ạ, 2 sau y là 2 nhân y đấy, như cái biểu thức tổng quát của nó ở trên đây. Rồi tiếp theo thì mình đã có cái biến tổng s này rồi ạ, sau đó mình sẽ in ra màn hình cái kết quả đấy. Tổng s n cần tìm là trong đề thì đây mình sẽ đặt đây là kiểu float. Đấy, bởi vì s là float là kiểu số thực, ở đây mình sẽ đặt là s. Rồi sau đó thì mình sẽ sử dụng với một cái câu lệnh get để dừng cái màn hình lại, đúng không ạ. Rồi sau khi đã viết xong thì mình sẽ chạy cái chương trình cho các bạn xem ạ. Chọn z để build. Ở đây thì mình sẽ nhập cái số n vào, ví dụ các bạn nhập 3 ấy, nhập 2 thôi cho nó dễ, thì số cần tìm đấy nó báo là 0, đúng không ạ. Đấy, thì vì sao là như vậy, đúng không ạ. Ở đây nha,
ở đây vì sao nó báo là không. Thì mình trở về với cái biểu thức này n, với trường hợp khi n bằng 2 thì nó sẽ bằng 1/2, đúng không ạ? 1/2 cộng cho 1/4 và cộng tiếp, thì nó sẽ cho ra kết quả là bằng 0, đúng không ạ? À, vì sao lại là bằng 0, đúng không ạ? Bởi vì mình sẽ giải thích như sau. Ở đây, khi các bạn gán cái biến S này bằng S cộng cho 1 chia cho 2y, thì bản thân cái 2, cái biểu thức 1 chia cho 2 sau y này thì nó là một số nguyên. Đấy, nhưng ở đây S lại là kiểu dữ liệu là float, là kiểu số thực. Thì khi các bạn đoán như này thì nó sẽ không lấy chính xác được cái số bên đây, số biểu thức này y này. Đấy, thì để lấy chính xác nó thì các bạn thực hiện thêm một cái thao tác là plot, tức là bạn định nghĩa lại cái kiểu dữ liệu cho nó. Đấy, tức là cái kiểu nguyên, à kiểu số thực. Thì khi đó thì cái nó mới hiểu được và nó sẽ cho ra cái kết quả đúng, đúng không ạ? Rồi sau khi đã sửa lại thì các bạn chạy cái chương trình này để kiểm tra. Rồi, ở đây các bạn nhập vào một số ví dụ là 2 đi. Thì kết quả cần tìm là 0.75, đúng không ạ? Vì sao nó không bằng 0.75 thì mình sẽ giải thích như thế này. Đấy, 0.75 khi n bằng 2, đúng không ạ? Rồi, khi n bằng 2 thì 1 chia 2n sẽ là bằng 1/4, đúng không ạ? Đấy, 1/4, đây, 1/4, đúng không ạ? Đây, đây thì mình sẽ giải thích khi n bằng 2, đúng không ạ? Thì ta có là cái Sn, đúng không ạ? Nó sẽ bằng, ở đây là S2, bằng 1/2 cộng cho 1/4, đúng không ạ? Thì sẽ bằng, đây sẽ bằng 0.5 cộng cho 0.25, đúng không? Thì đương nhiên nó sẽ bằng 0.75, đúng không ạ? Đấy, các bạn có thể kiểm tra lại đây. Đấy, hai kết quả hoàn toàn giống nhau, đúng không ạ? Đấy, thì trên đây là cái bài tập làm về cái tính tổng n bằng 1/2 cộng 1/4 cộng 0.112n. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video clip ở lần sau ạ.